lan rộng, lan sâu bấy nhiêu, càng lớn bấy nhiêu. Thì như vậy khi một cái tâm hành của mình mà nó trồi lên trên mặt ý thức rồi mà mình không nhận diện được nó, thì cái năng lượng của mình sẽ được tiêu tán cho nó theo cái con đường của lực hấp dẫn. Thuận thì nó đi vào con đường tích cực, mà nghịch thì nó đi vào con đường tiêu cực. Và ngay lúc đó ở dưới cái tàn tích của mình, gốc rễ của nó cũng sẽ lớn lên. Đó là lý do tại sao khi mình tu những pháp môn phương tiện, mình che lấp nó, để đến rồi một lúc nào đó nó sẽ hoàn thành trở lại được không ha. Còn mình tu pháp môn rút ráo, pháp môn quán chiếu, tức là mình nhận thực nó, thì ngay khi mình nhận được nó là nó biến mất, mình giải phóng nó luôn. Tức là mình nhổ nó tận gốc rễ, nó không còn sinh sôi nảy nở, không còn phát triển cái gốc nữa. Thì như vậy khi mà chúng ta nói tu tâm, tức là làm sao chúng ta phải chỉnh sửa, phải tỉnh giác tất cả những tâm niệm này. Đối với cái người sơ cơ thì mình chỉ làm sao tập nhận diện những cái tâm hành lớn, tức là những cái đỉnh cao này trước. Nhưng mà bắt đầu khi mà mình chuyên chú hơn, mình thực tập đều đặn hơn, mình có cái sức định hơn và mình nhìn sâu hơn, thì lúc đó là mình bắt đầu đi xuống được những cái tầng thấp hơn, nhỏ hơn. Và đến rồi cuối cùng là mình sẽ nhìn được luôn cả những cái nhỏ bé này. Thì như vậy mình không để nó lọt một cái tâm hành nào hết. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng trong tâm của mình, khi mà mình thực sự tu tập rốt ráo và tỉnh thức, thì như vậy mình sẽ nắm bắt được và sẽ làm chủ được, sẽ sửa được những cái tâm hành vi tế này. Và nó luôn luôn thay đổi, biến đổi không ngừng. Cho đến khi nó hoàn toàn mình chuyển nó thành cái tỉnh thức, thành ra cái năng lượng tốt lành, thì lúc đó mình sẽ đi vào cái cảnh giới của Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Đạo. Còn nếu mà mình nhận thức được và mình chuyển hóa được sạch bong, tức là lúc đó nó thành một cái đường thẳng flatto này, ngay lập tức mình nhập về cảnh giới Phật giới liền, lúc đó khỏi tu khỏi gì cả. Thì như vậy quý vị thấy cái này là một cái hình ảnh tượng trưng cho chúng ta nhìn thấy nó sâu, nó dễ hơn. Nhưng mà cái tâm thức mình nó còn rắc rối hơn vài nhiều quý vị. Nhưng mà ít nhất với cái hình ảnh này thì quý vị sẽ dễ dàng thấy hơn. Đó, thành ra tu tâm là thực chất của căn bản của các pháp, và nó không bao giờ cố định, không bao giờ dừng nghỉ cả. Nó cứ xuống từng bậc, sâu thêm từng bước, sâu thêm từng bước, cho đến khi nào mỗi một cái tâm hành nhỏ bé này mà chúng ta đều nhận diện được hết, thì lúc đó là chúng ta sẽ trở thành những vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Dừng ở đây được chưa? Còn nữa hả? Tức là khi mình làm việc mình bị ngột thở, khó thở, ngồi thiền. Rồi ngồi thiền mà ngồi sau bao lâu? Thưa đại chúng, tức là khi mình ngồi thiền, khi mình ngồi thiền mà mình bị cái cảm giác ngột thở, tức là chúng ta ngồi không đúng. Chúng ta ngồi không đúng rồi. Tại sao như vậy? Tại vì khi chúng ta ngồi thiền là chúng ta phải, trước hết là chúng ta phải có cái bước đầu tiên là gì?
an thân, tức là điều thân trước, phải không? Tức là chúng ta phải điều thân trước. Sau cái bước điều thân rồi thì chúng ta mới bắt đầu điều tức, tức là điều hơi thở của mình. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta đã làm sai cái bước này, tức là cái điều thân mình chưa có. Cái điều thân mình chưa xong, tức là chẳng hạn như mình ngồi mình bị gục ha, mình ngồi mình bị vẹo, hay là mình ngồi căng quá, cái đó là cái điều thân. Dĩ nhiên mình phải qua ba bước. Cái bước đầu tiên khi mình điều thân, cái tư thế mình nó vững vàng, nó ổn định rồi, là cái tầng thứ nhất ha. Sau đó thì chúng ta bắt đầu qua cái tầng thứ hai, là chúng ta điều cái hơi thở, tức là nó thuộc về cái sinh lý. Nhưng mà cái sinh lý và cái tâm, cái vật lý này nó có mối quan hệ. Mà bởi vì cái thân vật lý của mình nó chưa có vững, nó chưa có thông, thành ra chúng ta mới bị tới cái ảnh hưởng tới cái sinh lý của chúng ta, là hơi thở chúng ta nó bị bế tắc, bị ngột. Nó cũng có cái kiểu thứ ba nữa, nhưng mà cái kiểu thứ ba này thường là nó chỉ chớp nhoáng ha. Thường nó chỉ chớp nhoáng. Nó có cái khả năng là chẳng hạn như khi chúng ta bị căng thẳng quá, chúng ta bị bực bội quá, chúng ta bị tức quá, thì nó mới tức chế cái hơi thở của mình, phải không? Quý vị thấy bình thường khi mình giận ra, tự nhiên cái mình bị co thắt liền, mình bị khó thở liền. Đó, tức là do cái tâm lý của mình, do cái emotion của mình. Tức là khi mà mình bị những cái lo lắng, nhưng mà cái lo lắng thì thường nó không có co thắt mà. Cái yếu tố mà ảnh hưởng tới cái sinh lý mình, và đặc biệt cái hơi thở mình nhiều nhất, tức là cái tâm hành bực bội, khó chịu, thì cái đó nó ảnh hưởng tới cái hơi thở của mình mạnh hơn. Mà nếu như mình không bị rơi vào cái hoàn cảnh đó, thì như vậy do cái vật lý nó tác động vào, thì như vậy chúng ta nhìn trên cái mô hình năng lượng này chúng ta sẽ thấy nó rõ. Tại vì chúng ta có cái phần thứ nhất là phần vật lý, phần thứ hai là phần sinh lý, phần thứ ba là phần tâm lý ha. Thì như vậy cái hơi thở vào ra của mình là nó nằm ở cái tầng sinh lý này. Thì như vậy ở dưới nó là do cái tâm vật lý mình, trên nó là do cái tâm lý của mình. Mà thông thường khi cái tâm lý mình lo lắng, sợ hãi, lo lắng thì nó bị ảnh hưởng nhẹ nhất, sợ hãi thì nó mạnh hơn, và bực bội, sân hận, tức tối thì nó sẽ mạnh hơn nữa. Quý vị thấy cái đó là những cái biểu hiện bình thường trong đời sống của mình thôi. Ngay cả khi mà mình đi đứng cũng vậy, chứ không phải nói là mình ngồi hay mình nằm. Còn nếu mà chúng ta thấy là thông thường mình bị, mà trong cái trường hợp, trong trường hợp của tôi là gì, là cái cột sống nó đã bị lệch, cái cột sống nó bị lệch, thành ra nó bị chèn ép. Nếu như mình ngồi mà mình không khéo thì nó sẽ lại càng bị chèn ép hơn nữa, nó bị chèn ép hơn nữa. Cái điểm thứ ba nữa là ảnh hưởng cả hai. Tức là chẳng hạn như bình thường khi mình đi đứng, mình di chuyển thì mình có một cái cảm giác thoải mái hơn, và cái sự lưu chuyển của thân vật lý của mình nó làm cho cái thân sinh lý của mình nó sẽ lưu chuyển. Nhưng mà khi mà mình ngồi lại ha, khi mình ngồi lại tức là mình làm gì? Mình bế tắc nó, mình hạn chế cái sự di chuyển. Thì trong một cái chừng mực nào đó sâu thẳm trong tâm thức mình, nếu như mình chưa mở được hay mình chưa thực sự làm quen được, tức là nó vẫn có một cái phản ứng. Tại vì bình thường mình di chuyển nhiều, mà bây giờ tự nhiên mình đang mình cột trói nó lại, mình tù túng nó lại, tức là nó sẽ có một cái phản ứng. Thì đó là cái phản ứng sâu thẳm trong cái tâm thức của mình, hay là nói đúng là nó là một cái phản ứng của cái ngã của mình ha. Tại vì nó đã quen với cái sự vận động, sự di chuyển, sự thông thoáng, sự lưu thông. Mà bây giờ khi mình ngồi nó lại, đặc biệt là mình ngồi trên ghế nó thoải mái hơn, ít vị hơn,
Nhưng mà khi mình ngồi mình bó cái giò mình lại nữa thì nó sẽ cảm thấy tù túng khó chịu hơn và nó phản ứng. Thì cái đó là một cái phản ứng để nó làm cho mình khó chịu, để mình không chịu được, để mình đứng dậy. Thì đó là một cái phản ứng rất là sâu thẳm trong cái tự ngã, trong cái bản ngã của mình, nó phản ứng lại. Đó, thành ra mình nhìn như vậy thì mình sẽ bắt đầu tập điều chỉnh lại cái thân vật lý của mình, thả lỏng cái tâm của mình, để xem mình có bị những cái tâm hành ảnh hưởng hay không. Và nếu mình có khả năng nhìn sâu hơn trong cái tâm hành đó, trong cái tâm hành của cái bản ngã, cái tự ngã, để nó chống chọi, nó làm cho mình phải đứng dậy đi, thì mình cũng phải tập nhìn nó cho rõ và giải tỏa nó đi. Đó. Mà đối với chúng tôi nghĩ trong trường hợp của cô thì do cái cột sống nó bị lệch, cái cột sống nó bị lệch, thành ra cái phần vật chất, cái thân của mình nó đã có cái sự không đồng bộ, nó đã bị ức chế, nó bị chèn ép rồi. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng, chúng ta nghĩ đêm nay, ngày hôm nay thì quý vị cũng đã một ngày dài. Cái sự vận hành của vũ trụ
Và nếu như chúng ta không ý thức được cái này, nếu như chúng ta không ý thức được cái quy luật vận hành của vũ trụ và chúng ta tìm một cái cách để mà điều phối hay là khắc phục, thì cứ càng ngày chúng ta càng bị rối loạn bế tắc, càng ngày chúng ta càng đi vào cái sự hủy diệt của tự thân mình và hủy diệt cả vũ trụ. Thì giống như ngày hôm qua chúng ta có thưa với đại chúng, cái nhu cầu ngày nay của xã hội công nghệ và xã hội phát triển đa năng thì hầu như để thích nghi được với những cái vị trí cao có lương lớn thì như vậy xã hội đòi hỏi mình phải multiple task, cùng một lúc mình phải có khả năng thâu nhập, xử lý, ứng xử nhiều cái công việc, nhiều cái chức năng khác nhau, thì như vậy nó đã hoàn toàn mâu thuẫn với chức năng cơ bản của con người chúng ta, đặc biệt là của não bộ. Do vậy mà nếu chúng ta để thích nghi với cái nhu cầu của xã hội như vậy mà chúng ta không tìm một cái biện pháp khác để mà cân bằng, để chuyển hóa hay để hóa giải nó, thì càng ngày cái hệ thần kinh trung ương của chúng ta, não bộ của chúng ta càng bị rối loạn, càng bị căng thẳng, và như một hệ quả tức là toàn bộ cái hệ thống nội tiết tố của chúng ta sẽ bị rối loạn. Là chúng ta bị tập bệnh cả về thân về tâm. Và khi chúng ta bị rối loạn về não bộ, về ý thức, về tâm hành, thì ngay lúc đó là tất cả những cái sóng mà chúng ta tiếp nhận được và chúng ta phát ra, nó cũng sẽ đi vào trong vũ trụ và nó sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người xung quanh chúng ta và cả vũ trụ. Thì cũng tương tự như vậy, cái chu kỳ sinh học trong cơ thể chúng ta, tất cả các cơ quan và hệ thống nó cũng phải theo cái tuần hoàn, theo cái con đường đi của năng lượng vũ trụ. Và chúng ta thấy rất rõ là càng ngày do cái xã hội công nghệ hóa, thành ra chúng ta cũng phải bị chuyển theo. Và chính vì chúng ta không có một cái cách để mà trung hòa, hay là chúng ta không có biết ý thức và chúng ta cứ bao theo cái cuộc sống mới, cái nhu cầu mới của xã hội công nghệ hóa, thành ra chúng ta thấy càng ngày xã hội chúng ta cũng càng bị nhiều cái tập bệnh, nhiều cái tối đen. Thì như vậy nhìn trong cái chu kỳ sinh học của vũ trụ nói chung và của cá nhân nói riêng, thì quý vị thấy ở đây là mình tạm chia làm 24 giờ trong một ngày. 24 giờ trong một ngày. Thì như vậy đúng, thực sự đúng, thì chúng ta thấy từ 1 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Đúng theo cái trục này á, thì như vậy đó là cái giờ phân cực rõ ràng giữa ngày và đêm, hay là dương và âm. Nhưng mà bởi vì chúng ta đã biết rằng trong dương có âm và trong âm có dương, và năng lượng vũ trụ nó chuyển dần chứ nó không phải black and white, nó không phải rõ ràng clear cut, thành ra cái năng lượng buổi tối này nó đang âm và nó sẽ chuyển cái năng lượng dương từ 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 từ, cũng như ban ngày là dương thì như vậy nó sẽ bắt đầu nó chuyển từ từ đến khi cái năng lượng âm, cái từ trường âm nó gia tăng, thì như vậy là cái từ trường dương nó sẽ giảm xuống. Thành ra thực tế mà nói thì cái giờ dương nó sẽ bắt đầu từ khoảng 4 giờ sáng là nó bắt đầu lên dương mặt, và như vậy nó sẽ giảm dần cho đến lúc khoảng 4 giờ chiều rồi tới 5 giờ chiều. Thì như vậy cái khoảng này. Và cái điểm đặc biệt thứ hai nữa là nó có một cái phân ranh, tức là từ 7 giờ sáng đổ đi là giờ nó bắt đầu nó hấp thụ vào nhiều hơn.
và từ 7 giờ tối trở đi thì nó sẽ bắt đầu đẩy ra nhiều hơn. Thành ra như vậy chúng ta có thể chia ra cũng vậy, trong 24 giờ thì nửa ngày, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối là giờ nó bắt đầu nó hấp thụ, nó thu hút vào. Còn từ 7 giờ tối cho tới 7 giờ sáng ngày hôm sau là giờ nó đào thải, nó tống ra. Thì đây là chúng ta nói trên cái năng lượng, cũng như chúng ta nói trên cái độc tố, cái độc tố. Thành ra chúng ta thấy để mà nuôi dưỡng được cơ thể mình, cho các cái bộ máy nó vận hành, nó điều hòa, nó điều khiển được, thì chúng ta cần phải có năng lượng. Thành ra buổi sáng, nếu như chúng ta thấy rằng buổi sáng mà chúng ta bắt đầu ăn sáng, tức là chúng ta nạp năng lượng vào từ khoảng 7 giờ hay là sớm nhất là 6 giờ rưỡi, thì như vậy khi chúng ta ăn vào thì đến 7 giờ là dạ dày có thể tiêu hóa và hấp thụ được. Khi nó hấp thụ được cái năng lượng của buổi ăn sáng này thì nó có thể duy trì tồn tại được từ 4 cho tới 5 tiếng là tối đa. Và như vậy thì toàn bộ cái năng lượng mà nó xử lý, nó hấp thụ, nó sẽ được cung cấp ngay trực tiếp cho các bộ phận trong cơ thể chúng ta. Nó làm việc cho tới cái giờ trưa, tức là 4 cho tới 5 tiếng. Rồi đến trưa, đến buổi trưa là chúng ta lại tiếp tục nạp cái năng lượng. Và thường buổi trưa, chúng ta ngày xưa chúng ta nạp năng lượng chính vào buổi trưa là cái buổi chính. Thì như vậy nó có thể nó kéo dài thêm được 5 cho tới 6 tiếng. Thì như vậy tất cả những cái năng lượng này nó sẽ được đốt và nó sẽ được cung cấp trực tiếp cho các cơ quan bộ phận. Cho đến buổi chiều nha, cho đến buổi chiều thì chúng ta chỉ còn làm việc khoảng 2 cho tới 3 tiếng mà chúng ta làm việc nhẹ. Thì như vậy buổi chiều chúng ta có khi không cần, và nếu cần thì chúng ta cần một lượng rất ít. Thì như vậy cho đến tối thì chúng ta thấy toàn bộ trong bao tử chúng ta, trong đường ruột của chúng ta nó đã sạch sẽ hết, không còn dư thừa năng lượng, nó không phải làm việc nhiều cho quá trình tiêu hóa hấp thụ, và nó chỉ còn cái việc là thư giãn, nghỉ ngơi và đẩy hết tất cả những cái cặn bã độc tố, đẩy hết tất cả những cặn bã độc tố ra. Rồi sau đó là nó bắt đầu, sau đó là nó sẽ bắt đầu nó tổng hợp, nó bắt đầu nó tổng hợp những cái cholesterol mới, để từ đó nó tổng hợp những cái nội tiết tố. Tại vì cái foundation hay là cái base structure của hết tất cả những cái nội tiết tố đều là cái chất cholesterol. Thành ra nó bắt đầu nó tổng hợp cái mới để nó chuẩn bị, nó fill up hết tất cả những cái nơi nào, tức là tất cả những cái tuyến nội tiết trong cơ thể mình, để nó chuẩn bị cho một ngày mới. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy ở cái giờ khoảng 3 giờ, 3 giờ rưỡi sáng thường mình bị cao đường, thường mình bị cao huyết áp, thường mình bị cái tiền stroke vân vân, là nó thường nằm ở cái khoảng giờ này. Đó là giờ mà lúc mà cơ thể nó bắt đầu nó sản xuất ra sung mãn nhất, đầy đủ nhất để nó chuẩn bị cho một ngày mới. Rồi tiếp tục là bao nhiêu cái cặn bã độc tố, bao nhiêu cái chất thải do quá trình chuyển hóa và xử lý ban đêm thì nó sẽ bắt đầu nó dồn lại hết. Và buổi sáng sớm khi mà mình ngồi dậy thì ngay lập tức cái gì nhẹ nó sẽ bay lên, cái gì nặng nó sẽ rớt xuống. Theo nguyên lý của lực hấp dẫn của trái đất, của vũ trụ, thì như vậy khi mình ngồi dậy thì nó sẽ bắt đầu nó đẩy hết, rút ra hết những cái khí độc ở trong người của mình. Rồi sau đó thì những cái cặn bã độc tố trong ruột già nó sẽ được đẩy xuống qua cái đường đại tiện nó đi ra. Thì đó là cái con đường chung của sự vận hành. Và nó có một số điểm lưu ý tại sao mà
ban ngày thì nó lại hấp thụ, mà ban đêm thì nó lại đào thải. Tại vì ban ngày là chúng ta cần đưa năng lượng vào, và năng lượng thường là chúng ta đòi hỏi những năng lượng tích cực, phải không? Mình đâu có muốn đưa vào cơ thể mình những cái chất tiêu cực độc tố. Ban ngày là giờ dương, là năng lượng dương, thì theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì nó sẽ chiêu cảm, nó thu hút cái dương vào. Ban đêm là giờ âm, giờ tiêu cực. Thành ra nó sẽ giúp cho quá trình chiêu cảm, đào thải, vận chuyển, tống ra hết tất cả những cái chất tiêu cực, chất cặn bã. Thành ra nó cũng theo cái quy luật của lực hấp dẫn, của vận hành của vũ trụ, mình làm ngược lại thì nó không được. Đó là điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba nữa là ban ngày về dương là cái giờ vận động. Phải không? Cái giờ dương đó là giờ vận động, giờ năng động. Thì như vậy tất cả những cái năng lượng đưa vào nó phải được chuyển hóa, và nó phải được xử lý, nó phải được tiêu dùng. Cũng như những cái chúng ta hấp thụ chúng ta phải đưa ra. Rồi đến giờ buổi chiều, buổi tối cũng là giờ âm, là giờ nó chậm, nó đòi hỏi cái giờ nó chậm, nó thư giãn ra. Thì như vậy nó mới có thể được buông thư, nó mới thể được đào thải, nó mới được chuyển hóa. Thành ra mình muốn làm ngược lại cũng không được. Đó là lý do tại sao khi mà mình làm việc về đêm thì mình phải bắt buộc mình ăn đêm, hay là mình phải vận động về đêm. Thì như vậy hoàn toàn nó sẽ xung ngược lại hết với tất cả những cái quy luật của vũ trụ. Một cái điểm nữa là chúng ta thấy lấy ví dụ như đối với bên cái văn hóa Đông Phương, đối bên văn hóa Đông Phương thì người ta khởi sự cái buổi sáng sớm. Ta khởi sự cái buổi sáng sớm thì như vậy thông thường buổi sáng sớm là từ khoảng 4 giờ. Tất cả những tu viện, tất cả những thiền viện là thông thường buổi sáng sớm ở cái giờ 4 giờ. Có khi sớm hơn tí xíu là 3:30, có khi trễ lắm là 5 giờ. Nhưng mà nói chung trong khoảng cái múi giờ này là thông thường là người ta thỉnh những tiếng đại hồng chung. Thông thường là thỉnh đại hồng chung ở cái giờ đó. Để làm gì? Nó có rất nhiều cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất là khi thỉnh cái tiếng đại hồng chung đó để nhắc cho chúng hữu hình và chúng vô hình. Tại vì như mình đã nói là cái giờ này là cái giờ mà nó đã tổng hợp, tại vì gan mình nó sẽ tổng hợp cái cholesterol, nó sẽ tổng hợp cái cholesterol để nó làm cái chất liệu căn bản, từ đó nó mới sản xuất ra được những cái nội tiết tố, là những cái chất liệu tối quan trọng, tức là cái nguyên liệu á, hay là cái nhiên liệu, để cho từ đó nó mới đi xuống tất cả những cái tuyến nội tiết. Và từ đó thì nó mới bắt đầu điều khiển những cái cơ quan bộ phận của mình. Thành ra giờ này là cái giờ mà năng lượng trong cơ thể mình sung mãn nhất về mặt sinh lý. Về mặt độc tố thì mình cũng vậy. Quá trình đây nó đã được chuyển hóa, nó đã được thư giãn, nó đã được khai thông. Thành ra chất độc nó đã được chuyển hóa ra hết rồi, nó khai thông hết và nó chỉ gom lại trong phổi và trong ruột già là cái nơi mà nó chứa hồ rác để chuẩn bị nó đẩy ra thôi. Còn toàn bộ kinh mạch của mình mà nó đã khai thông, nó đã sạch sẽ hết. Và cái giờ này như chúng tôi thưa quý vị là cái giờ lực dương nó bắt đầu nó sung mãn. Và ngay lập tức thì nó sẽ bắt đầu nó tràn vào để nó fill up hết tất cả những cái channel, tức là những cái đường kinh mạch của mình. Thành ra về mặt sinh lý, về mặt năng lượng và thậm chí cả về mặt tâm lý, mình đã được nghỉ ngơi, đã được buông thư, đã được thư giãn qua mấy tiếng đồng hồ rồi. Thành ra cái giờ này là giờ năng lượng của mình sung mãn nhất, sung mãn nhất và mình hay mơ màng nhất. Và vì lý do là cái chúng vô hình trong kinh điển quý vị học thì quý vị nghe thấy là mô tả những cái chúng phi nhân, chúng phi nhân. Tức là những chúng vô hình, thì những cái chúng vô hình đó có ngũ thông. Dĩ nhiên, nó chưa có ngũ thông là tại vì nó chưa có tu tập.
để mà rốt ráo được cái lậu thần thông thì nó có ngủ không, thì cái chúng phi nhân đó nó có ngủ